Xin chào thầy, em tên Nguyễn Hồng Nhân, là số sinh viên 151919117. Hôm nay em xin thực hiện bài tập thứ hai, đó là điều khiển ba vai led đơn, chuyển trạng thái thành ba phím up, down và clear, sử dụng ngắt timer, sử dụng ngắt timer chương trình con dùng gần lực, for. Về phía phần cứng thì em xin lấy ngay phần cứng của hôm trước mà đã vẽ. Đây, chỉ giống như trước thì thêm vào ba nút nhấn là up, down và clear. Vào ba trong pin đó là bên em B4 và B3. Như up, down, clear này như thế này, được chưa? Hiện lên đâu? Đây, ba clear bên em up down clear. Và phía phần chương trình thì ta sử dụng ngắt timer một cỡ ngắt nút nhấn lệnh if. Khi nhấn phím up thì sẽ delay 20. Biến tơ sẽ có 5 trạng thái. Tơ khai báo bằng 1. Tơ sẽ chạy thì trong khi chúng ta thực hiện nhấn phím nốt tơ lớn hơn 5 thì tơ sẽ quay lại trạng thái thứ nhất, tương ứng với chương trình thứ nhất là sẽ diễn chương trình chấp test led. Tương tự với các phím down sẽ thực hiện giảm trạng thái xuống, trở về trạng thái cũ, rút một trạng thái. Nhấn clear thì sẽ trở về trạng thái ban đầu chấp test. Và phần chương trình con, phần chấp test 32 led đơn, chương trình thứ nhất tương ứng với trạng thái bằng 1, tơ bằng 1 thì for thực hiện bằng là for y bằng 0, y nhỏ hơn 10 thì sẽ xuất ra 32 led đơn chấp test 15. Tơ bằng 2 thì tương ứng với đây, chương trình con sẽ thực hiện sáng từ tách từ phải sang trái như bài tập hôm trước. Ta chỉ thực hiện nhấn phím thì trạng thái sẽ chuyển đổi. Rồi chương trình chính, ta khởi tạo insert chốt như hôm trước, và ngắt timer là ta khởi tạo timer đấm sung. Set timer 1 62.500 thì 16 bit nó sẽ chạy đến con số này, đến trạng thái này. Sau đây xin nạp chương trình em đã build trước. Rồi, timer bằng này sẽ chạy chương trình. Chấp tay. Nhấn phím up. Nó sẽ đổi trạng thái. Từ phải sang trái. Thêm up nữa. Sẽ đổi sang ra trạng thái từ trái sang phải, từ ngồi vào trong,
thông tin down thì quay lại trạng thái từ ngồi vào trong. Và thông tin down thì nó sẽ quay lại trước một trạng thái và chấp text. Thế này nó cũng clear, nó sẽ chấp text, nó cũng down sẽ quay lại từ trong ra ngoài, sang text từ trong ra ngoài. Ở video bài tập 2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy đã quan tâm lắng nghe. Chào thầy.